Rồi đây, bây giờ là tôi đã xử lý xong cái chỗ mà vết thương nó rồi nha các bạn. Và tôi cũng đã đồng thời tôi đã uốn rồi. Các bạn thấy một cái cũ của nó đây, à, trước nó dính ở vậy. Đó. Trước nó dính vậy nè các bạn thì tôi đã tách nó ra. Tôi để cho đến giờ là cái vết thương nó khô rồi. Tôi bôi keo liền xẹo cho nó rồi nè. Đó, bây giờ nó thành hai cụ nha các bạn. Đây cái này thì cái mặt này là tôi cũng đã bôi keo cho nó rồi rồi xong rồi tôi lấy kẽm lấy nhôm á, tôi uốn cho nó ngóc cái đầu lên để tôi chồng nó cái dáng nó nằm như vậy nè các bạn, nó nằm bò ra ở cái chậu các bạn. Đó, đó là còn mấy cái dế này thì tôi cũng bó bó nó lại để cho nó tụm lại, nó đưa xuống dưới nè các bạn, cái gì mình chồng á lớp như vậy để có cái dế dưới nó ra nó phát triển. Cái này cái vết thương này nó cũng hơi bị xấu, nó bị sánh vô các bạn, thì bây giờ mình chồng mình úp xuống vậy là nó cũng che mất đi cái xấu của nó đi nha các bạn. Nhìn nó rất đẹp, nhìn nó y như cái con bò hung, nó có hai cái càng của nó bạn thấy không? Đây thì mình nhìn thấy cái dáng của nó làm sao thì mình làm cho nó cái cây nó có thẩm mỹ chút, cho nó đẹp chút nha các bạn. Thì bây giờ cái cây này á, nó là như vậy, thì bây giờ các bạn thì trồng một cái chậu nhỏ, để cho nó đẹp nhá. Cái này mà trồng vô chậu lớn thì nó mất đẹp đi, bây giờ cho nó nổi nhỏ thì nó nổi bật cái cây lên đó các bạn đó. Đây. Bây giờ trước khi trồng á, cái chậu của bạn có cái lỗ nè, lấy miếng lưới để vô cái lỗ rồi. Cái hai cái dây này làm sao các bạn, tại vì cái chất trồng của nó là sơ dừa với cho cháu với cháu sống rồi các bạn. Thường thường có nhiều bạn cứ hỏi tôi là bao nhiêu sơ dừa, bao nhiêu tỷ lệ nó bao nhiêu, thì tôi cũng nói luôn là sơ dừa thường tôi chọn hai phần, với cháu sống một phần, rồi cái cho cháu một phần nha các bạn. Đây là cái chất trồng ở đây đó, tôi cứ trộn sánh rồi lúc nào trồng là tôi lấy từ trồng đó. Sơ dừa hai phần nha các bạn, rồi cho cháu một phần, cháu sống một phần. Nếu mà có rơm mục trộn vô thì càng tốt nha các bạn, tại vì ở đây rơm mục không có, hiếm lắm, chứ Sài Gòn hiếm rơm mục, chỉ có mua được cái cho cháu cháu sống với lại sơ dừa thôi nha các bạn. Thì đây đó các bạn, nó cái chất trồng nó rất mềm, mà tại vì cái chậu nó nhỏ, nó ít đất nữa, ít cái chất trồng nó cũng nhẹ nữa các bạn. Thì các bạn phải xỏ hai cái sợi dây này để làm gì, để có gì các bạn, tại vì cái này nó cứ ngả ngả nghiêng vậy là có thể nó nặng, cái đầu nó chúi xuống này các bạn. Thì các bạn để sợi dây đó để các bạn dặn nó lại. Nếu các bạn trồng một thời gian rồi khoảng chừng 1-2 tuần gì bắt đầu là tưới nước nó rẽ đất xuống, rẽ chất trồng xuống là bắt đầu là cái cây nó mới êm được, thì các bạn tháo nó ra cho nó đẹp nha các bạn. Đó, chứ còn bây giờ là trước mắt trồng vô thì cái chất trồng nó nhẹ, với lại cũng chưa có tưới ngay, để 2 ngày sau mới tưới. Thường là trồng vô cái 2 ngày sau mới tưới cho nó tốt nha các bạn, nó phát triển tốt nha. Cái này là xử lý rễ xong hết rồi, cái này là cũng hơn 1 tuần lễ rồi á. Từ ngày mà mình mua cho đến giờ là cũng hơn 1 tuần lễ rồi, hôm nay trồng là được rồi á. Thì có miếng lưới nè các bạn, để vô cái lỗ. Ở dưới các bạn cho cái chấu sống nha các bạn, chấu sống này nó thoát nước rất tốt. Các bạn cho một lớp bên dưới để cho nước nó xuống tới dưới là nó bao nhiêu là nó chảy đi hết nhé các bạn. Một lớp để cho nó thoát nước thôi. Còn cái này bắt đầu cho chất trồng vô. Cái chất trồng nó sốt lắm nha các bạn, nó có sơ dừa. Sơ dừa là để nó giữ nước tốt lắm. Thường người ta nói trồng mà có cả xí than nữa các bạn, mà tôi thấy có nhiều bạn trồng xí than tôi thấy tội nghiệp cho cái cây quá. Tại vì xí than nhiều bạn như đập nó không nát đi á, để cả cục và cục á, lúc mà mình trồng mấy cây á, mình cho nó vô cái dục cái cục nó vô thì nó sẽ làm chảy cái cụ nha các bạn. Mà tôi cũng chẳng thích trồng cái xí than, nó nhìn nó làm sao á, mà không biết là trồng nó có lợi hại, có lợi chắc nó lợi cái là không phải đi mua thôi các bạn. Cái xí than thì người ta ta xài xong người ta dục đầy ngoài kia kìa, mà tôi thấy nó không mất tiền thật, nhưng mà thấy nó trồng cái đó không biết là nó có lời gì không biết, mà tôi thấy cái chất trồng nó xấu quá nên tôi không xài cái đó. Này nếu mà có rơm mục cho vô thì càng tốt.
Còn không thì cho ít phân hữu cơ, cái phân mà phân cái chất đạm là cái phân bò đó các bạn. Bò mà người ta đã xử lý rồi nó khô rồi nha các bạn. Nếu mà nó mà còn tươi là trồng vô không được đâu, hư cây á. Đó. Nhưng mà đó các bạn, nếu mà có phân bò trộn vô cũng tốt. Thì mà tốt hơn hết là mấy cái cây mà các bạn xử lý rễ như vậy nè, tốt hơn hết đừng có cho phân bò nữa. Mình có cái phân bón rễ N3M thì mình pha chút cho nó phát triển rễ thôi chứ. Rồi bao giờ mà cây mà nó phát triển nó đâm lá đâm tược rồi thì các bạn mới bón phân nha các bạn. Chứ giờ trồng về các bạn đừng bón phân, không tốt cho cây đâu. Đó, giờ nếu mà tí nữa đập vô thì cái dây này nè, nó một phần nó giữ cái này lại, nó chịu lại để cho nó cây nó chắc nha các bạn. Đó, mấy cái rễ này các bạn cho nó cắm cái đầu xuống nè. Đây nó còn được 1, 2, 3, 4 cái rễ. 1, 2, 3, đây cái nữa 4. Các bạn cho rễ nó tập trung xuống dưới này nè, đó. Đó các bạn thấy không? Cái dây này nó giữ lại cái là cái cây nó đứng im mà các bạn thấy không? Rồi bây giờ bắt đầu mình chỉnh sửa làm sao mình làm. Mình tạo cho nó đứng một chút hay là nghiêng một chút làm sao mình nhìn vừa cái cặp mắt là mình nhìn cho nó có thẩm mỹ là được rồi nha các bạn. Đó, nếu trồng như vậy các bạn thấy cái vết thương của nó nè. Ít bữa nó lành lại là coi như là cái cây này là rất là đẹp, không có nhìn không thấy có sẹo xiết gì các bạn, tại cái sẹo của nó giấu bên dưới rồi. Nó ít bữa là nó lành nè. Bây giờ nó lành rồi mà giờ nó để nó chỉ có thời gian là nó liền da liền sẹo lại thôi. Nó bây giờ cái cây á giống như cái con gì nó nằm bò dài ra các bạn xem. Rồi các bạn cho nó bẻ nó ngóc cái đầu lên. Đó. Quấn bằng cái dây nhôm này mà các bạn muốn bẻ nó ngang dọc hay sao gì cũng được nha các bạn. Còn mấy cái sợi dây này nhiều lúc là bạn nếu mà không có dây nhôm thì các bạn cột nó vô dễ, các bạn ghì nó móc kéo đầu lên. Hoặc là làm gì đó là lấy cái dây này các bạn làm mà nó không có bẻ đưa qua đưa lại được như cái cọng nhôm nha các bạn. Nhôm thì ở ngoài vừa nhà vườn người ta bán á, ở chỗ mà bán cây kiện người ta có bán đó các bạn. Mình hỏi dây nhôm để uốn cây mai hay cây sứ gì đó, người ta bán chứ. Cái này tôi mua là 120.000 một ký các bạn, cái dây nhôm này nè. Về uốn tha hồ các bạn uốn. Đó, giờ xong cái cây này giờ cái đó các bạn thấy nó nằm. Rồi cái này để 2 ngày sau các bạn tưới nha. 2 ngày sau các bạn tưới là ngon lành. Đây cái này tôi cũng làm lấy đất sẵn này nè các bạn. Là tới cái thằng này
thì cho nó đứng. Từ một cái cây sứ nó to đó, các bạn tách làm đôi thì bắt đầu cái này có cái dáng của nó khung khung mà nó cong cong ngoèo quèo, nhìn nó cũng hay nha các bạn. Thì nó ăn thua là mình thấy đó, mình tạo dáng cho nó thôi. Cây nè các bạn, thì mình muốn trồng cái cây nó đẹp thì mình trồng một cái chậu nhỏ vậy nè. Cái này nó chỉ còn có một cái rễ thôi mà, với một cái rễ nhỏ nữa là hai thôi nè. Còn là tôi nó cắt hết đi rồi. Nó không cần rễ nhiều cũng được, ít cũng không sao nữa mà. Giờ cái này trồng thẳng thì bây giờ trồng cho nó nghiêng nghiêng một chút nè các bạn á. Cho nó khung khung xuống một chút nè. Nó hơi siêu siêu một chút đó. Vậy thì nó đẹp hơn. Vô đây nó mới chịu lại được, nó mới bị tụt. Thằng này thì nó bị 6 cái vết thương đây. Đó, cái vết thương nó cắt nó ra giờ nó bị vậy, bị xấu mà mình cũng đã bôi cái keo liền da rồi đó các bạn. Thử ra cái đấy bữa nó cũng lành nè, nó cũng là chỉ là cái vết thương thôi chứ nó không có ảnh hưởng gì các bạn, không có đẹp như cái cây nguyên của nó thôi. Không ổn được các bạn ơi, cái này phải ghì cái đuôi nó, tại vì nó hơi siêu nè. Mình không ghì cái đuôi nó sẽ ngã, mình chịu trên đây kéo nó xuống mà nó không chắc được, nó vẫn ngã nè các bạn. Không được rồi. Mình cho nó xuống dưới đây. Mới đúng bài của nó nè các bạn. Khó lắm các bạn. Hơi bị trục chặt kỹ thuật chút nha. Này không có ai bị nhưng mình lột cột á, thật ra có mình làm à, nó hơi bị khó khăn. Bây giờ cứ cầm tiếp đi để tí chỉnh sửa sau. Thường chậu mấy cái cây này trồng một cái chậu như vậy nè các bạn, thì nó phát triển không củ này kia, nó không có phát triển mạnh được đâu, tại vì cái chậu này nhỏ, mình chơi cái dạng như là dạng mini bonsai đó các bạn. Thử ra cái cây nó cứ bày hoài chứ nó không có phát triển mạnh như
các bạn trồng vô cái chậu lớn á, cây nó mới phát triển mạnh nha các bạn. Còn cái này chẳng hạn như mình trồng vô vậy thì nó cứ như vậy mà nó chậm lớn vậy thôi. Tại vì cái mình chơi bonsai thì mình còn phải chịu được cái này thì mất cái kia các bạn. Các bạn chơi cũ á thì mới đưa vô cái chậu lớn. Còn chơi theo cái dạng mà làm dáng đẹp cho nó thì các bạn trồng một cái chậu nhỏ này. Rồi chịu đứng rồi đó. Bây giờ cái này là lúc mà các bạn tưới nước vô là đất nó rễ xuống, lúc mà rễ nó phát triển ra là nó giữ chặt cái cây là đây nè các bạn. Giờ em ép nó xuống chút cho nó chịu nó giữ cây. Cây này mà trồng mà các bạn không có đưa hai sợi dây lên là không thể nào mà trồng được đâu nha các bạn. Là nó sẽ đổ lên. Đó, cho nên các bạn muốn trồng cái cây cho nó vô cái chậu nhỏ như vậy á, mà trồng cho nó lồi củ lên cho nó đẹp á, thì các bạn phải xỏ hai cái dây lên trước để như mà lúc mình cho đất vô là mình cột cho nó mình ghì nó lại. Rồi đó, các bạn thấy chưa? Xong rồi, giờ chỉ có đợi là tưới nước vô thôi là nó êm như các bạn. Rồi đó, các bạn thấy chưa? Giờ là nó đã thành hai cây rồi. Thôi clip dài quá rồi, thôi mình xin chào các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, an lành. Mình xin chào.